thất bại cha vẫn không ngần ngại. Yeah. Mẹ rất là tự tin và mỗi người một tính cách. Dù ngày mai ra sao chúng ta vẫn mãi bên nhau. Dù gian lao nhưng gia đình ta vẫn luôn yêu thương hey, nhau. Hey. We can fly, fly through the sky. Woo. We can fly so high. Gia đình là số một. Gia đình là số một. Oh, oh, oh. Hey. Gia đình là số một. Oh. Oh, oh, oh. Gia đình là số một, gia đình là số một. Oh, 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 oh. Hey. Gia đình là số một. Oh, 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 oh. Gia đình là số một. Cô Hiền. Ờ, Mẫn. Xe ở đâu vậy cô? Ờ, xe của cô á. Ba mẹ mới, cô mới mua rẻ lại của người quen. Ủa mà hôm nay em không đi về bằng xe đạp hả? Không, xe của em hư rồi nên sáng mẹ em chở em đi. À, vậy em có cần cô cho em quá gian không? Vậy tốt quá rồi. À. Em lên nha cô. Ừ. Rồi cô sướng quá, hôm nay lên xe hơi luôn. Quên nữa, đeo cà da an toàn vô đi Mẫn. Dạ. Cô mời cô chạy ổn vậy? Được chứ, cô có bằng cô mới dám chạy chứ. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Đi nha. Sao vậy cô? Tại cô còn hơi nhát chân chút xíu. Thôi mình đi 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 cô. À. Ủa, chú Phúc của cô? Chú Phúc kìa. Sao vậy cô? À, Mẫn ơi, chắc là chú Phúc của em chưa nói cho em biết hả? Cô với chú Phúc của em chia tay rồi. Cho nên từ đây về sau em đừng có nhắc gì cô với chú Phúc nữa nha. Tại sao cô chú Phúc chia tay? Chú ơi. Chú ơi chú. Chú ơi. Kêu vô đi. Cho mình nhanh với. Chú. À. Hết giờ làm việc rồi. Phòng khám mình đóng cửa rồi. Ủa hết giờ hả? Chú về chưa? Ủa, sao lẹ gì bớt đi hết giờ hả? Chưa khám ai mà hết giờ hả? Dạ. Giờ mình về nha chú. Ờ, về. Tang 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 tang. À, bạn bè nó vậy đó, gặp nhau giựt mũi nhau. Chỉ có ở đây có quyền, bạn không có quyền để vui. Thôi về đi, ở đây làm gì? Dạ, chú không về. Ờ, về đi. Ông tên là chi? Nè. Cái gì? Tỉnh táo báo cho anh tên Mừng. Tên gì? Đại ca mới chuyển nhà về gần khu phố của đệ. Trời ơi. Mừng hả? Xui bỡ mẹ. À, mừng. Cô nghe nè ba. Anh hả con? Ba bị người ta lấy đồ rồi. Tấn lấy nữa phải không? Đúng rồi, Tấn. Châu. Châu nào nữa ba? Lấy ba cây viết rồi. Cái viết mà cô hội đã phi phần thưởng đó, tặng ba đó. Ba không có dám xài, bây giờ lấy mất tiêu rồi. Ba tiếc quá trời quá đất luôn. Trời ơi, sao hết ông Tấn rồi tới ông Châu nào nữa vậy? Ba đi chơi một viên tan hiếp không vậy ba? Thì ba lấy lại đi. Lấy lại hả? Không dám đâu. Ôi trời. Rồi, 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 rồi. Ba để ông Tấn. Cô tắt vô liền đi cô. À, cô tắt vô. Cô biết rồi, đợi cô xíu nha. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Rồi nha. Cô. Cô xin lỗi, từ từ. Cô dừng đi, ông đi. Từ từ đó, khoan đã.
rồi, con xin lỗi, con xin lỗi. Con xin lỗi con ơi. Má ơi, con mới từ cõi chết trở về. Má ơi, nhưng mà chưa tới nhà mà sao em kêu con tắp vô sớm quá vậy? Cô để em ở đây được rồi, đem từ đi bộ về. Hay á, lên đi cô chở về nhà cho. Em cảm ơn cô. Ê, nghe nè. Ủa? Đó, em chào thím. Mẫn, con đi với lại cô Diệu Hiền hả? Dạ, sai lầm của con là lên chiếc xe cô Diệu Hiền đó thím. Mẫn, lên cô chở về cho. Không, em còn yêu đời lắm cô. Thôi, con tự về nha cô. Ủa? Ê, nói nghe nè, tôi đang định đi shopping mà có bà ở đây họ mừng quá à. Bà cho tôi quá gian nha, chở tôi đi shopping nha. Lên luôn. Cảm ơn nhiều nha, trời hên đó trời hên à. Ê, cậu là ai vậy? Ở nhà tôi có kiếm ai? Dạ con chào chú. Ừ. Con tên là Nguyễn Đức Hạnh. Nguyễn Đức Hạnh. Ba của con là Nguyễn Đức Nghĩa, giám đốc phòng khám đông y Nguyễn Đức Nghĩa. À, bạn của chú hả? Con đến đây gặp chú. Ừ, có chuyện gì? Để con lấy lại cây viết cho ba con. Hả? Ê, lấy lại cây viết sao được cái chỗ tình nghĩa bạn bè. Lâu lâu chú tới chú thăm ba mày tặng cho chú cây viết để làm kỷ niệm. Tự nhiên mày lấy lại là sao? Chú nói không đúng. Sao không đúng? Cây viết đó ba con rất là quý. Hả? Ba con không bao giờ cho, tặng hay bất cứ thứ gì. Gì kỳ vậy? Con là con ruột, ba con có bao giờ tặng con đâu. Hơn nữa cây viết đó ba con quý. Tại vì nó là cây viết của hội đông y tặng cho ba con. Chú, cho con xin lại cây viết. Nhưng mà cái chuyện này, cây viết này là của ba mày tặng cho tao. Không bao giờ tao cho mày xin lỗi. Gì mày? Xin lỗi chú, con cảm ơn chú. Chào chú. Nhìn mày á nghe, tại mày trẻ mày bự con hơn tao á nha. Dễ thương quá. Cậu cái gì vậy ba? Con mừng quá. Ê ba. Ở giữa hai chiếc xe này còn chỗ trống nè, đậu ở đây đi. À, tôi thấy rồi. Bà ra được không đó? Được, bà yên tâm đi, bữa nay là tôi ngon lành lắm rồi. Cái gì vậy ba? Để tôi ra ngoài tôi coi thử coi. Ôi sao? Bà đụng vô xe người ta rồi. Có chày nhiều lắm không bà? Không có chày, bị mốt luôn rồi. Hả? Bà chết rồi. Cái gì ơi, bây giờ sao vậy? Không có sao đâu. Bây giờ bà bình tĩnh lại đi. Bây giờ đi. Bây giờ không có ai nhìn thấy hết. Mình đi. Nhưng mà tôi sợ quá à. Tôi chạy cho. Bò lên. Trời đất ơi, cái ông Châu này ông gọi làm gì trời? Alo? Dạ, có gì anh? Dạ sao ạ? Con tôi đấu vật hả? Đúng vậy. Ông có dám cho thằng con trai ông là đấu vật với thằng con trai tôi không? Dám không? Ủa, tại sao phải đấu vật? Tôi nghe đồn là thằng con ông nó có một cái sức mạnh phi thường, vậy mà không dám cho nó đấu vật với con tôi là sao? Trời ơi, có gì tự nhiên đấu vật là sao tôi không hiểu. Sức trai nó như vậy mà nó đi ăn hiếp một ông già như tôi, tại sao nó không dám đấu vật với con tôi? Đồng sức đồng tài với nhau, trẻ với nhau. Ôi, hèn nhát. Vấn đề không phải là hèn hay là cái gì,
Nhưng mà lý do gì mà đấu vật chứ? Thôi được rồi, để tôi hỏi ý kiến lại con tôi Hạnh đã, rồi tôi sẽ trả lời ông sao nghe. Kỳ cục. Gì mà có dính tới con nó vậy ba? Cái ông Châu đó, tự nhiên giờ ông đòi là con ổng đấu vật với con. Con ổng đấu vật với con? Ừ. Khổ vậy chứ. Còn sao ba? Trời, ba nó để hỏi ý kiến con. Nhưng mà đấu chi trời, khổ. Ba. Ừ? Mình nhận lời đi ba. Rồi. Thôi, đấu vật. Mà cái giọng ổng tự tin lắm. Ba sợ là con ổng là đấu vật giỏi, ổng mới thách đấu vậy. Tự tin thì tự tin chứ không lẽ con ổng là vận động viên Olympic, đúng không? Nếu mà một người không phải chuyên nghiệp thì... Được, đơn giản như con. Ông Tấn ăn hiếp ba, ông Châu ăn hiếp ba. Lần này con xử con của ông Châu, một mũi tên bắn trúng ba con nhạn. Hai người kia tự khắc sẽ nể ba liền. Từ nay về sau không ai còn dám ăn hiếp ba nữa. Hết hồn, đúng rồi. Nếu mà con ổng là ủa mà đâu phải đô vật chuyên nghiệp đâu, con ổng làm bảo hiểm mà. Vì gì phải sợ? Con tự tin quá. Chị ơi, đáng lý ra là hồi nãy mình nên để lại giấy xin lỗi ha bà, hoặc là để lại địa chỉ liên lạc gì đó để có gì người ta liên hệ với mình chứ, đúng không Kim Chi ha? Bộ bà khùng mà, để vậy chẳng khác nào là lại ông tôi ở buổi này. Nhưng mà không phải đâu bà, tại vì có camera quay đó, lỡ may chủ xe người ta coi được cái camera quay xong rồi người ta tìm mình, tôi biết nói sao giờ Kim Chi hả? Thì mình cứ nói là mình không có biết, mình không có thấy. Không có sao đâu, bà yên tâm đi, đừng có lo. Vậy hả? Mất công quá rồi, tôi sợ người ta tìm tới. Không biết nói sao đâu Kim Chi ơi. Bà yên tâm đi, đừng có suy nghĩ nó không có sao đâu. Mấy người mà người ta đi chiếc xe như vậy á, bị có nhiêu đó à, đâu có nhầm nhò gì đâu. Có khi là người ta không hề quan tâm tới nữa. Thiệt không? Bà yên tâm đi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Công an gọi hả? Hả? Chủ xe biết rồi hả bà? Công an sao biết số điện thoại mà gọi? Đạo diễn. Dạ, em nghe đạo diễn. Dạ, anh chờ em chút xíu nha. Yên tâm đi, không có sao đâu. Hình như có người ra đó. Có người ra. Ủa, phải thằng này không ba? Không biết nữa. Thằng nào mà tên Dũng á? Dũng ơi. Dạ. Vô ba biểu. Thằng lùn đó hả ba? Trời, quá con này đó hả? Trời ơi. Ông chồng này ông đi rồi sao? Ba ơi, con lo quá. Lo gì con? Con lo con kẹp chết thằng lùn đó. Thi đấu bắt sát chết trái chịu. Thì ba gọi điện cho trả liền. Ba gọi đi xong rồi con sẽ xông vô nhà con kẹp cổ nó luôn. Ừ, thi đấu đàng hoàng. Bà đang coi cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời, tự nhiên bà giờ này mà search mấy cái hình của mấy chiếc xe hơi gì vậy? Kim Chi ơi, tôi tìm coi nếu mà xe bị như vậy thì sửa có tốn nhiều tiền không? Trời ơi, tôi đã nói với bà rồi. Người ta họ có tiền thì người ta mới đi mấy chiếc xe như vậy. Mà bị cũng có chút xíu à. Người ta không để ý đâu, có khi là người ta còn không biết nữa. Mà quan tâm chi? Nhưng mà bà không biết đâu, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu lắm. Tự nhiên tôi làm vậy rồi tôi không chịu trách nhiệm mà tôi còn bỏ đi như vậy nữa. Tôi thấy áy náy lắm bà ơi. Thì biết là mình áy náy, nhưng mà nếu đền bây giờ bà có đủ tiền đền không?
tôi biết rồi. Kim Chi ơi, tôi bị bắt rồi. Kim Chi ơi, hôm nay tới bắt tôi rồi. Mình đánh Kim Chi ơi, làm sao người ta nhớ đi tâm tôi nhớ Kim Chi ơi. Làm sao người ta biết được bà này? Bà, bây giờ bà tôi bình tĩnh đi. Bà đi vô phòng núp đi. Để tôi ra tôi coi ai nha. Đi vô đi. Đi vô đi. Không có sao đâu, Dạ. Chào con. Dạ. À, 7 giờ tối ngày 1 á là mời gia đình cử một người đại diện đến họp tổ dân phố nha. Chú tổ trưởng dân phố. Dạ, con biết rồi. Hôm nay con sẽ tới đúng giờ. Con nhớ tới đúng giờ nha. Dạ, con cảm ơn chú. Chào con. Trưởng tổ dân phố hả? Sao không biết lẹo quá vậy? Biết gì thì vô xe á. Trời, xe cái gì? Chú dặn mình á đi họp thường niên mà. Bà sao vậy? Bà sao mặt mày bà trắng bệch vậy? Tôi em tim quá. Bà sao? Ê cái gì nè, bà có sao không vậy? Cô cần gì hả cô? Dạ chú ơi, cho con hỏi ở dưới bãi giữ xe của mình có camera không chú? Có chứ. Mà cô có chuyện gì không? Dạ con hỏi là tại con sợ có ăn trộm cho nên. Cô cứ yên tâm, nếu mà không có camera đó thì con bảo vệ tôi đây mà. Dạ vậy chú ơi, cho con hỏi thêm. Duyên bà đi mua đồ ăn sáng cho tôi chưa vậy? Mà sao còn đứng đây? Đi mua mau lên. Cái bà này hậu đậu dễ sợ, đi mua đồ ăn sáng mà sao vẫn còn đứng đây không biết nữa. Một bà điên hay sao vậy? Tự nhiên đi hỏi bảo vệ làm chi? Không, tại tôi thấy lo quá à. Bà nhát gan quá à. Bà làm như vậy còn sẽ làm cho người ta nghi hơn nữa. Giống như là tự nhiên mình giặt áo cho người ta xem lưng vậy đó. Không phải đâu Kim Chi. Hay là tôi với bà đi tự thú nha. Nha bà. Không bao giờ. Hey! Trời ơi, đừng có tâm đặng. Nó tăng động quá con. Khỏe khỏe không bà? Phải chừa cái sức đó để mình hớp hồn ngay. Mày làm tao sợ rồi đó. Nè. Ủa, thôi rồi này, nghe ba nói đây. À, con trong phim con biết rồi đó. À, những người mà coi thường đối thủ là chủ quan, thường chuốc lấy một thất bại thảm. Hey! Con không bao giờ có suy nghĩ đó đâu. À, yên tâm đi. Do đó mình còn có một buổi nha con. Mình ráng mình tập cho nó sung lên nha chưa. Dạ. Nè, ngày hôm qua đó con chạy từ đây lên sân thượng mất hết 15 giây. Bữa nay con ráng giật cho xuống toàn nhanh chút nha. Hey! Ôi trời, hết rồi. Hết bị liệu rồi. Vô, con sung quá ba. Hey! 4 6 8 10 12, thôi thua rồi, 12 giây chưa thấy. 4 16, ủa kì vậy? Nó mất tiêu rồi. Dạ. Chạy kiếm bà con coi. Dạ. Trời ơi, chạy về chết. Hay da, bữa cuối tập gì chết. Ông nội ơi, ông nội ơi. Thôi. Ba đang ăn cơm gì? Ở dưới bếp ông nội. Ông nội. Anh ơi là anh đang tập ăn cơm cái gì? Trời ơi gì là lên cân làm sao mà thi đấu rồi được. Không cảm chạy xuống bếp tự nhiên nghe mùi đồ ăn ngon quá gặp đói làm luôn ba. Thôi, ta tập xong ta ăn. Trời ơi, không ăn sao có sức tập. Hey! Trời. Hay không, là yếu luôn á. Thôi vậy vậy. Ê quên. Ê ba, bỏ quên cái bánh mà con thích á. Ba mua bỏ quên trên sân thượng, chạy lên lấy xuống ăn đi. Thiệt hả ba? Ừ. Bánh con thích phải không? Ừ. 1 3. Đâu có đâu. Trời ơi, xuất sắc.
hay quá, đâu có bò bánh dẫn đâu. 7 giây. Trời ơi con, đốt giai đoạn quá trời, quá hay con ơi. Cứ thế con hả? Vậy là tốc độ mình có rồi, bây giờ mình chỉ tập sức mạnh thôi là cha con ông Châu chết với mình. Rồi hết rồi. Bà bị khùng hay sao mà bà xuống đây vậy? Lỡ người ta phát hiện sao? Có, tôi xuống tôi coi thử vết xe nó chạy sao rồi. Chủ xe quay mặt đi. Chủ xe phải không bà? Ôi, đúng rồi, đúng rồi. Em phát hiện ra không? Người ta không có biết mình đâu, người ta đâu có biết mình là ai đâu. Bây giờ mình quay mặt đi, hướng này đi. Bà ơi, hình như ông tức lắm luôn ngoài kia, ông phát hiện ra rồi kìa, bây giờ sao bà? Tại bà không á, tự nhiên xuống đây chi không biết. Không phải bây giờ, tôi tới đó tôi nói tôi xin lỗi người ta nha. Chứ ông đang tức dữ lắm. Bà bị khùng hả? Tự nhiên không có ai đánh mà khai vậy. Bây giờ đi 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 đi, coi như không có chuyện hết. Đi đi mau lên, mau lên. Đừng nhìn hướng đó. Con à, anh nếu mà bệnh đợi nhà đi, đừng có đi con. Bệnh gì mẹ? Ủa vậy hả? Vậy thì có bệnh hả? Không. Trời ơi trời. Nè con, cố lên nghe con. Dù có thua cũng không sao đâu. Trời ơi, chưa đi đấu mà nó thua gì đi. Hey, cố lên ba. Cố lên ba ơi. Cố lên ba. Ba ơi. Ba cố lên. Yeah. À, mấy người mới vô hổ báo hay bị knock out mà cứu lắm ba. Ba ơi ba. Gì vậy? Ba cầm cái này theo đi ba. Có gì thủ sẵn cho ảnh. Có gì lấy ra xài liền nha ba. Rồi, cái này là cái gì? Cái gì vậy? À, gì vậy? Cái gì để động viên con đó? Dạ, cố lắng gắn lên. Trời đất ơi, thi đấu đem như nước biển. Lỡ có chuyện gì mình có, mình truyền thẳng vô cho ảnh luôn. Không, ở nhà luôn. Chưa đi thi mà thấy toàn là chút thua cuộc, chút knock out, đưa chai nước biển có uống. Sao không mua cho tôi nải chuối thì tôi dặn lên tôi. Ê, em có nha, để em vô đây cho. Trời đất ơi. Cố lên, cái nhà ủng hộ con. Cố lên. À, cố lên. You have to trust I'm just looking out for you. Bà ơi. Ăn miếng bún với uống sữa đi nè. Chết rồi. Gì vậy? Tai nạn hả Kim Chi? Tai nạn gì? Xe hơi đụng xe đạp hả? Tôi mới nghe cái rầm kìa. Đi xuống dưới coi. Ê, gì không? Trong TV mà. TV hả? Thôi vậy hả? Bà bị sao vậy trời? Cà phê ở nhà hết rồi. Để tôi xuống dưới đi mua cà phê mới được. Ê, để tôi mua cho. Thôi, bà ngồi đó đi, tôi đi mua được rồi. Thôi, để tôi đi mua cho. Tôi biết mua à. Biết ngay mà. Nè. Duyên! Chơi kỳ vậy? Ai vậy? Ủa làm kỳ vậy? Dạ em xin lỗi anh nha, tại vì em bị lỡ tay trúng á. Cô nè. Dạ. Dạ cái tuần lớn rồi mà chơi kìa. Đây, đưa đây. Diệu Hiền. Diệu Hiền, anh là Diệu Hiền đúng không? Diệu Hiền gì? Tôi tên Quang. Diệu Hiền ơi, là Diệu Hiền. Đúng rồi, đúng Diệu Hiền đấy rồi. Tôi tên Quang mà cái cô này bị gì vậy? À, anh là Diệu Hiền mà. Trời, đừng có giỡn nữa, giỡn đi. Diệu Hiền ơi. Diệu Hiền nào, tôi tên Quang. Tôi nói cô, tôi tên Quang. Ủa, anh không phải là Diệu Hiền hả? Ừ. À, vậy mà nhìn anh giống Diệu Hiền bạn của tôi á. Nên tôi nhìn lộn. Cũng bự tròn tròn vậy nè. Vậy em xin lỗi anh nha. Họ không có cố ý. Thôi em đi nha. Bye bye Diệu Hiền nha. À, bye bye anh Quang nha. Bà Hiền. Bà Hiền. Sao rồi bà, ổng có phát hiện ra tôi không bà? Hả bà, sao rồi? Phát hiện cái gì? Bà khùng hả?
Hùng hay sao mà quay lại chỗ đó? Trời ơi, xém nó là bị phát hiện rồi đó. Không phải đâu, tôi muốn nhìn kỹ coi có xe có bị chạy nhiều không. Đồ điên, có tên tội phạm nào mà quay trở lại hiện trường xảy ra vụ án không chứ? Bà làm tôi xém muốn đứng tim với bà luôn á. Bà Hiền, bà làm ơn vô phòng á, ngủ chút xíu đi cho lấy lại sức. Từ hôm qua tới bây giờ họ tôi đi theo canh bà không, cũng không làm ăn được gì hết trơn á. Nghe lời tôi vô ngủ xíu đi. Phòng quản lý chung cư chưa ngủ được. Đêm qua có ai đó đã va chạm làm chạy đầu xe biển số 51A92406 rồi bỏ trốn. Nếu ai nhìn thấy hoặc biết thông tin về người làm chạy chiếc xe đó, xin vui lòng đến phòng bảo vệ cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chủ xe xin hậu tạ. Chúng tôi sẽ lặp lại. Chiếc xe biển số 51A92406 đã bị thủ phạm quất mặt làm chạy. Nếu bà con có thông tin, xin hãy báo phòng bảo vệ. Chúng tôi xin hậu tạ. Không có sao đâu bà, bình tĩnh lại. Nè, bây giờ mình phân tích. Người ta thông báo nghĩa là người ta chưa có tìm được thủ phạm. Người ta không biết thủ phạm cho nên người ta mới thông báo. Nếu như người ta biết thủ phạm rồi thì người ta đâu có thông báo làm gì nữa. Ê, vậy có nghĩa là tối qua camera không có lấy được mặt bà, không có thấy được. Mà nếu như mà lỡ có ai vô tình người ta thấy thì sao? Nhưng mà nếu mà người ta vô tình người ta thấy thì người ta cũng không có rảnh đâu mà người ta đi báo cáo. Mà nếu như có thì người ta cũng đã xuất hiện rồi. Chứ đâu phải cần thông báo như vậy đâu. Đừng có lo. Chị ơi. Hả? Bây giờ tôi... Hả? Tôi xỉu cái. Bà khiến tôi vô phòng. Tôi ngủ không nghe chị ơi. Nhưng mà... Nè. Bà xỉu vậy rồi sao tôi khinh bà vô trong phòng nổi. Đừng có xỉu mà bà Hiền. Làm sao tôi... Ủa bà Hiền, Sao? Suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ cái gì? Chắc chắn là thi đấu không? Để thi đấu chứ để chơi hả? Thi đấu đúng không? Ừ. Phải có cá độ. Cá sao? Ai thua bao một chầu ăn tối hoành tráng, chịu không? Chịu liền. Chơi liền. Chơi. Chắc chắn nha. Ừ. Danh dự nha. Ê, cái gì kỳ vậy? Thưa ra của mà chơi cái gì kỳ vậy? Con tôi nó sung quá. Rồi, cái gì sung cái gì? Thở nó chết. Chứ có vào cuộc rồi. Thở chết. Trời ơi, con tôi nó sung quá. Đâu rồi đất luôn. Anh chơi. Chơi đi đâu mà nó sút tao mày. Tôi sẽ là trọng tài trận đấu này. Hai đối thủ. Xin chào. Trời ơi con. Trọng tài. Sung quá vậy. Của con tôi nó sung quá. Hai đối thủ chuẩn bị khởi động. Con tôi sẽ giết con ông trong 10 giây. Chưa chắc. Bắt đầu. Đã thua trong 2 giây. Trời ơi, cái gì vậy con? Cái gì mà lẹ quá vậy? Con chưa chuẩn bị hết, lùng chê anh chàng. Trời ơi là trời. Nè. Gì? Coi như là con ông thua trận này là ông thua tôi một chầu ăn tối rồi đó nghe. Con chưa chuẩn bị phải không? Ừ. Chơi nữa không? Chơi đi. Hai đối thủ chuẩn bị cho hiệp 2, ra sàn. Súng lên con. Giải quyết nó trong 5 giây mình đi ăn tối. Quá sung. Bắt đầu.
Thua, thua, thua. Thua, thua ba ơi, thua ba ơi. Đã thua Hiệp hai. Yeah, yeah, lê, lê, lê. Yeah, con tôi thắng Hiệp hai. À lê, lê, lê. Tôi chưa có phục. Chưa phục phải không? Ừ. Chơi nữa không? Chơi liền. Chơi. Vậy đi. Sao mày nói nãy mày chưa chuẩn bị, bây giờ mày chủ động mày chạy tới mà mày thua lẻ vậy? Không biết nó lùn mà nó lẻ quá, mày chạy mày thua quá. Bây giờ một lần nữa mà mày thua đó, đừng có về nhà chứ đâu. Đó, phải diễn nữa. Chữ Người Tử Tù là một tác phẩm tiêu biểu mang phong cách của Nguyễn Tuân trước cách mạng. Trong tác phẩm có xảy ra nhiều tình huống đặc sắc như sau. Kem. Chào cô Du Hiền. Cô đã gây án và bỏ trốn, mời cô về đồn công an. Dạ, nhưng mà em... Dạ, nhưng mà anh ơi em... Anh ơi... Nhưng cậu hợp tác. Nhưng mà... Ủa, cô ơi, cô Hiền quá mà. Trời ơi, thấy ghê chưa? Không ngờ cô gây án rồi bỏ trốn. Đúng rồi, ghê thiệt. Cô tên Diệu Hiền á, mà không hiền gì hết trơn á. Đừng mà nha. Đừng mà thôi. Tôi nghe là Kim Chi. Bà coi giùm tôi đã bông có rớt ở trong xe bà không nha? Đâu mất tiêu rồi á. Tôi nghe rớt trong xe bà quá à. Coi giùm tôi liền nha. Tôi về gần tới nhà rồi đó. Ờ, để tôi xuống tôi tìm thứ coi có không. Có gì tôi bà về bà gọi tôi ha. Bye bye bà. Sao chú gãi đầu hoài vậy? Không lẽ không ai nhìn thấy? Camera không có thấy, không ai phát hiện, cũng chẳng có ai trình báo hết trơn á. Thôi, mình bỏ qua vụ này đi, xíu bụng đi. Xíu bụng sao được, trách nhiệm của chú để đâu? Xe con không thể nào tự nhiên chạy được. Vậy mà tới giờ vẫn chưa ai tự thú. Chú có thử nghĩ coi, có ai á mà phạm tội mà ghi trên mặt mình đó hai chữ là tội phạm không chứ? Ở coi, có cần gì coi? Dạ, con... Thủ phạm. Không phải. Không có. Cô ơi, coi sao vậy sao cô? Cô ơi. Diệu Hiên. Cô ơi. Diệu Hiên. Trời, chú ơi, bạn con xảy ra chuyện gì vậy? Tự nhiên à. Cô té cô xỉu à, tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy trên mặt cổ dính cái chữ gì đó. Rồi tôi nói tự nhiên cổ xỉu à. À, đâu có gì đâu. À, bạn của con là bị xuyển hay xỉu vậy đó. Không, mình đưa lên y tế đi. Không cần, cái này là con ở nhà con chăm sóc quen rồi, để con mang bạn con lên phòng à. À vậy hả? Không sao hết. Nha mọi người yên tâm. Được không con? Yên tâm, không có gì nha mọi người, không có gì nha. Bình thường lắm mọi người. Chuyện xảy ra hàng ngày mà. Ba ơi, lần này con sẽ thắng ba ơi. Cố lên con, cố lên. Ba ơi, gió đổi chiều rồi. Phải đổi chiều, ráng lên. À. Cái gì vậy? Lẹ quá vậy? Trời ơi. Ba ơi, thua. Thua tiếp tục. Yeah, yeah. Lần thứ ba, yeah. Lần thứ ba. Nhưng quá tam. Hay lắm con. Trận thứ 19, tiếp tục. Thua nữa. Ông đã thua tôi, 19 chào ăn tối, yeah. Không có lộc. Ba ơi, con chịu hết nổi rồi ba ơi. Không, mày phải thắng. Mày phải một lần thắng con ơi. Ôi, đừng có đấu nữa, con ông sẽ chết đó. Không, đấu nữa. Nè, con ông không bao giờ thắng nổi con tôi đâu. Sao sẽ thắng? Báo cho ông biết luôn, con tôi là năng khiếu đô vật của quận á. Để ông ba ơi, đừng bắt con đấu nữa ba ơi.
cha con ông thua hai cha con tôi bao nhiêu chầu ăn tối là ông tự tính đó nghe. Mỗi tối hai cha con tôi sẽ qua đi ăn tối với hai cha con ông, tới khi nào đủ rồi thôi nghe. Về con. Ba ơi, con xin lỗi ba, làm cho ba thất vọng. Ba đừng có đuổi con ra khỏi nhà nha ba. Người xin lỗi phải là ba mới đúng. Tại ba, ba quá háo thắng, ba không chịu nghiên cứu kỹ đối phương, nhìn người ta vậy đánh giá thấp người ta. Thật ra giờ ba học được một điều là đừng có nhìn mặt mà bắt hình dòng. Nhìn vậy không phải vậy. Ba xin lỗi con. Ba xin lỗi con. Con cũng có lỗi, con cũng ỷ lại, con cũng coi thường ta mà. Mình về đi ba. Về đi. Ráng con. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 mà ông. À biết rồi, 20 tháng 10 là ngày gì? Lễ tình nhân chứ gì. Ông thì có bao giờ mà ông nhớ cái ngày lễ, ngày lạc vậy mà ông mua quà tặng tôi? Cục kẹo còn không có nữa. Cái chứng mất trí nhớ tạm thời của chú á, có đỡ chưa vậy? Chú bình thường chú không sao hết, chú đỡ nhiều rồi. Dạ. Nè em, mà hai đứa là cháu nội của bà Năm đúng không? Em có thấy là nó bị mất trí nhớ tạm thời giống như anh không? Em cũng biết luôn. Đẹp trai thì người có nhiều người. Cô của tôi có bạn gái rồi đấy. Đón xem tập 95 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 3 tháng 7 năm 2017 trên kênh HTV7. Gia đình là số 1. 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 Gia đình là số 1, và gia đình là số 1, và gia đình là số 1.